Nội dung tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Quốc hội bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành luật để sửa đổi 7 luật: luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia, để vừa tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, vừa bảo đảm quản lý nhà nước và quản trị xã hội để không tạo kẽ hở trong trục lợi chính sách. Với quyết tâm chính trị thông qua theo quy trình một kỳ họp, dự thảo luật đã được thẩm tra kỹ lưỡng theo quy trình rút gọn. Việc sửa đổi 7 luật trên có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về xây dựng và hoàn thiện thể chế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc ban hành luật cũng đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp về giảm thủ tục hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ. Quan tâm đến trách nhiệm của kiểm toán viên và vai trò của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong luật kiểm toán độc lập, một số ý kiến cho rằng luật hiện hành chưa quy định kiểm toán viên hành nghề phải là hội viên của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. Trong khi đó, quy định này đã được áp dụng tại nhiều quốc gia và mang lại hiệu quả. Do đó, cần quy định rõ hơn về nghĩa vụ của kiểm toán viên ở Điều 18 của luật kiểm toán độc lập. Tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội bổ sung quy định vào Điều 18 của luật kiểm toán độc lập về nghĩa vụ của kiểm toán viên. Đó là kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán phải là hội viên của một tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. Đồng thời bổ sung quy định tại Điều 12 giao trách nhiệm cho tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán. Quy định này cũng tương tự như đối với luật sư, công chứng viên và tổ chức nghề nghiệp của luật sư, công chứng viên mà Quốc hội đã ban hành. Tham gia ý kiến về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định tại luật chứng khoán, các đại biểu đồng tình việc dự án đã bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc thu thập, tập hợp thông tin, phát hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quyền, trách nhiệm, quy trình phối hợp với cơ quan điều tra liên quan đến các tội phạm về thị trường chứng khoán. Trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán là cần thiết. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn về khái niệm, định nghĩa của hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cần rà soát và làm rõ chi tiết hơn các khái niệm định nghĩa liên quan đến việc xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngoài ra, hiện nay việc sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đang diễn ra phức tạp. Cần nghiên cứu quy định tại dự thảo luật hoặc văn bản giao Chính phủ quy định, đảm bảo các quy định có khả năng bao quát được các hành vi được thực hiện bởi nhiều công cụ. Về nội dung sửa đổi luật ngân sách nhà nước, đại biểu Trần Chí Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị cần rà soát quy định cụ thể đầy đủ các nhiệm vụ chi và nguồn chi phát sinh để đảm bảo bao quát các nội dung đã được quy định tại các luật khác. Các địa phương thường phát sinh những nhiệm vụ chi khác, nếu không được quy định sẽ rất khó thực hiện. Do vậy, ngoài quy định như dự thảo đã trình, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định được sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng, phòng chống dịch, xóa nhà tạm, xây dựng các công trình trên đảo, khu vực biên giới và các trường hợp cần thiết khác để đảm bảo điều kiện cho các địa phương trong tổ chức thực hiện. Quan tâm đến lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, đại biểu Nguyễn Tri Thức, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, luật quản lý sử dụng tài sản công chưa quy định dùng tài sản là quyền sử dụng đất để liên doanh liên kết, trong khi hiện nay nhiều bệnh viện công lập mong muốn được liên doanh liên kết với các đơn vị, tổ chức xây dựng mới cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế trên khuôn viên của bệnh viện. Ngoài việc được sử dụng các tài sản công theo quy định tại khoản 1 điều 58 để đưa vào liên doanh liên kết, thì quyền sử dụng đất cũng cần thiết được pháp luật quy định. Trong trường hợp này, để xây dựng mới cơ sở trong khuôn viên đất của bệnh viện. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 1 điều 58 thì luật quản lý tài sản công thì không quy định quyền sử dụng đất để liên doanh liên kết. Điều này làm cho các cơ sở y tế thực sự là rất khó khăn trong việc làm các đề án liên doanh liên kết, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ người bệnh. Kiến nghị là từ thực tế trên, tôi xin kiến nghị là đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện liên doanh liên kết trong các đề án liên doanh liên kết của ngành y tế. Giải trình thêm về những nội dung các đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Hiệp hội Kiểm toán là hiệp hội tự nguyện, tự đảm bảo kinh phí để hoạt động, chủ yếu bảo vệ quyền lợi của những người là thành viên, trợ giúp về mặt nghiệp vụ. Những kiểm toán viên không bắt buộc phải vào Hiệp hội Kiểm toán. Đối với luật ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng cho rằng việc sửa luật này để giải quyết những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc trong thời hạn ngắn. Trong nhiệm kỳ tới sẽ sửa luật ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường phân cấp quản lý ngân sách để tăng tính chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương. Bộ Công an xác định nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trọng tâm là việc xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, pháp luật và điều ước quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các đơn vị thuộc bộ và địa phương tích cực hưởng ứng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, biến mỗi ngày trong năm đều thực sự là ngày pháp luật trong công an nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau ban hành thuộc phạm vi được phân công của Bộ Công an, kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền những tồn tại bất cập, chủ động phát hiện những vấn đề mới từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự nổi lên, chưa có quy định để đề xuất ban hành nghị quyết thí điểm thực hiện, đồng thời quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả trong toàn lực lượng công an nhân dân chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Cũng tại lễ hưởng ứng, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi, tìm hiểu luật căn cước trong công an nhân dân.